chọc một phát ngay nè. Quý anh thấy không? Hôm nay là ngày thứ 6 Black Friday với bộ sản phẩm này. Máy 12 MOSFET 12 diode. Giá chỉ còn 2.150.000, có một máy duy nhất thôi, quạt thì còn 10 cây, nhưng mình sẽ bán 2.150.000. Nó đang đo dòng thật nè. Tặng cái quạt này cho quý hàng luôn, giá 2.150.000. Bên trong video thì còn khỏi bàn đi, quá nhiều sản phẩm để đáng để chúng ta đầu tư trong tối nay. Dạ, chào mừng quý hàng thương mến quay trở lại kênh Máy Hàng Em Quyền nha. Hôm nay là thứ 6 Black Friday ngày 10 tháng 5, ngày cũng rất là đẹp quý hàng. À, chúng ta lại quay trở lại trên kênh Máy Hàng Em Quyền trong cái ngày thứ 6 để mình sell máy cũ có, máy mới có, bán giảm lợi nhuận đi để cho quý khách hàng có được một cái ngày. Trong một tháng nó sẽ có 4 ngày vậy, để những người mà chưa có điều kiện để mình mua máy mà mình có lợi nhuận đó, tức là đây là cái những cái ngày mà mình tương tác lẫn nhau để cho quý khách hàng mua được những dòng máy mình sell giá nó rẻ, cũng như máy mới cũng có sell giảm giá để lia tóc, dọn kho, ví dụ vậy, hoặc là những cái máy cũ cũng giá rẻ ha quý hàng. Thì mình biết rằng quý hàng có nhiều sự chọn lựa lắm, nhưng mà quý hàng nhớ chọn lựa kênh Máy Hàng Em Quyền để nhận được những video mình post lên hàng ngày. Dạo sau này những cái kênh của mình nó có một sự đi xuống, lý do là mình nói thật nhiều quá, cho nên là khách hàng thì thích sự gian dối nhiều. Cho nên những người nào mà thông thái đến kênh Máy Hàng Em Quyền nhớ nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thì bây giờ để tránh mất thời gian trong giờ mình vô liền. Bây giờ nó trễ quá trời trễ rồi, hôm nay cũng đóng rất là nhiều đơn hàng máy New 288 này. Tại vì mình bán quá rẻ đi, 7 triệu. Có cái súng BT-31 xịn hào, có một cái súng hàng MiG-15 AK xịn hào, đầy đủ đồ hết. Nè, đầy đủ bên trong nè, cho phép mình không lấy ra đi hết nè. Nó quá nhiều đi. Đây. Súng hàng tích quẹt cũng có nè. Bao tay da nè, rồi đồng hồ CO2 nè, rồi súng hàng mít nè, rồi 3 mét kìm hàng, 3 mét kẹp mát nè. Bữa nay đóng đơn của cái dòng máy này nhiều, bét cắt lát ma thì 10 bộ. Nói chung là mình làm sale cho nên mình không có review. Mọi người coi lại video cũ ngày qua nha. Thì từ giá 7 triệu rưỡi mình giảm xuống còn có 7 triệu đồng, giảm 500 ngàn. Mà còn cho quý khách hàng một cái gói ưu đãi như thế này là giảm 500 là còn 7 triệu, rồi tặng cho quý khách hàng một cây quạt 2 tấc này. Quạt này là 12 inch chân quỳ. Đó, cây quạt này mọi người lên TikTok, lên Tiki, lên Lazada, lên Shopee là nó bán cái thân y vậy không? Hukan rồi đó, nó bán cái thân quạt này không là giá 500 506 507 gì đó, Hukan, Deston hay là tất cả cái thân quạt này. Là máy New 288 là máy đa năng, có chức năng hàng que, có chức năng hàng cắt lách ma, có hàng que nè, hàng tích quẹt nè, hàng mít có khí CO2 bảo vệ nè, hàng nhôm nè, hàng không dùng khí mít nè, cắt lách ma nè. Mà nội cái phụ tùng mình cho không, 7 triệu rưỡi ha, rồi giảm 500, tại vì mình muốn bán cho nó hết lô này trong tuần này thôi, để mình chuẩn bị về một lô máy mới. Thì mình thích là vậy, bán cái gì cho nó hết sạch đi, rồi mình lại tiếp tục nhập một lô máy mới về, chứ không phải là bán hết rồi nghỉ. Thì mình cố tình mình giảm xuống từ 7 triệu rưỡi còn 5, giảm 500 còn 7 triệu, tặng cho cái quạt trị giá 535, 540 nữa, tùy theo chỗ nó bán, tương đương với Hukan nè, Deston nè, tùm lum hết trơn á. Mà đồng thời còn được vé ưu đãi nữa là được mua con máy tích 200S, có một cái súng W26 nè, dài 4m miên man và 3m kẹp mát, 100% dây đồng, và tặng một cái đồng hồ CO2 như thế này, giá chỉ có 1.400.000. Quý hàng nắm kịp không? Giá 7 triệu rưỡi giảm 500.000, tặng cái quạt xịn hào như thế này, mà còn được mua con máy tích 200S với giá 1.400.000. Thì hôm nay mình bán cũng được hết 4 máy rồi, còn một con máy cuối cùng thì nó cũng là mã số 1 trong chương trình tối nay. Đó là New 288L với nguyên một cái bộ sản phẩm kết hợp như thế này. Thì sau khi khách hàng thấy được cái ý của mình nằm chỗ này nè, mua máy này thì nó đã có lát ma rồi, thì mình vô mình quất lát ma liền. Này khách hàng hình vô không? Mua này đã có lát ma rồi thì quất lát ma. Đây mọi người sẽ nhìn mình đây, lấy miếng sắt giùm anh Hiếu ơi. Đây, đây là có những cái tính năng của nó nằm đây. Đó, lát ma thì nó đang có sẵn miên man đây, rất là xịn hào. Đây, chức năng lát ma nè ha. Quất lát ma cho quý hàng coi. Và tại sao mình lại gợi ý để quý hàng mua cái con máy tích kia? Để chi? Để nó đủ 4 tính năng, 4 phương pháp hàng. Trong cái nền
mà kỹ thuật bây giờ một cái nhà xưởng thứ nhất là phải có một con máy cắt lát ma rồi đó, chắc chắn rồi. Vô đây là chức năng cắt lát ma. Đây là chức năng thứ nhất đó nè, lát ma mã số 1, 7,5 triệu giảm 500 đó, rất là rực rỡ lòng em. Lát ma là chức năng thứ nhất rồi, hàn mít là chức năng thứ hai, thì bây giờ là cũng rất là ứng dụng thực tế trong cuộc sống. Bên trong mình đang gắn nguồn dây là có dùng khí, cho nên mình sẽ gắn cái kẹp mát qua dấu trừ trở lại. Mình đang gắn hồi nãy là kẹp mát nằm dấu cộng, bây giờ mình gắn cái súng mít vô dấu cộng, thì mình tiếp tục mình sẽ hàn liền cho tất cả quý hàng coi liền ha các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ lùm cái này lên. Chức năng thứ hai là chức năng hàn mít, rất là rực rỡ lòng em nằm chỗ này. Đây mọi người vừa thấy ha, cắt một phát một là ăn ngay và rất là rực rỡ lòng em. Đây là chức năng hàn mít, bây giờ mình sẽ ghép nó lại. Đó là chức năng rất là xịn hào của nó. Hai tính năng mình nói rất là nhanh nha, mã số 1 trong chương trình Sale Black Friday này nha các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ nhẹ nhàng tình cảm di chuyển chức năng. Chức năng thứ nhất là lát ma nói rồi. Quất một phát qua chức năng hàn mít có dùng khí CO2 bảo vệ. Chỉnh một núm thông minh này thôi. Xe và là hàng nè, với hàng coi nè. Xe chơi là hàng này nha. Xe nè, xe lớn xe nhỏ nè. Xe lớn xe nhỏ nè, xe lớn xe nhỏ là hàng. Cho nên thấy nó ngọt là thôi. Rồi bây giờ mình cũng xe cái mình lụm cái miếng sắt mình mới vừa cắt ra mình hàn liền. Đó là tính năng số 2 là chức năng hàn mít. Một cái bộ sản phẩm như vậy, nói thật với rằng là mình đầu tư trong nhà xưởng là rất là đáng. Hoặc là những người mà đam mê công nghệ mua ở nhà vẫn xài ok. Nè, bon một phát ăn ngay nè, vô. Rồi, bon một phát ăn ngay nè. Rồi, rất là rực rỡ lòng em. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành hàn mít liền cho mọi người. Đây là tính năng thứ hai. Tính năng thứ nhất là lát ma đang nằm trước mặt màn hình quý hàng. Rồi, vô, mời tất cả quý hàng theo dõi. Vô. Rồi, ngọt mi mang. Chức năng số 2 là chức năng hàn mít, cũng để trên cái chỗ này. Chức năng số 3 là chức năng hàn que, cũng quất một cái ăn ngay cho mọi người coi liền. Rất là rực rỡ lòng em. Hàn que thì mình sẽ nhẹ nhàng tháo cái súng mít ra. Đây là cái súng hàn mít mình đang để đây nè. Mình sẽ gắn cái kìm hàn que vô dấu cộng. Và chúng ta sẽ có một chức năng thứ 3 là chức năng hàn que. 3 tính năng đầy đủ, rực rỡ lòng em nằm tại chỗ này. Đây, chức năng thứ 3 là chức năng hàn que. Thì mình sẽ lấy một cây đũa tiếp tục. Một cái máy nó đa tính năng như vậy mà chất lượng rất là cao, được bảo hành 2 năm. Từ 7,5 triệu mà giảm xuống 500 ngàn, còn có 7 triệu còn tặng cho một cái cây quạt xịn hào đang mát miên man. Nãy giờ mình nóng quá, mình lấy cái quạt mình quạt qua bên người mình cho nó mát. Rồi bây giờ tính năng thứ 3 là chức năng hàn que nè. Di chuyển qua chức năng hàn que cho quý hàng coi nè. Nhảy qua que nè, chỉnh nhẹ nhàng tình cảm lên 151 ampere đi. Mình hàn bon cho nên mình để lửa cao luôn nè. Chọt một phát ăn ngay nè, mời tất cả mọi người theo dõi nè. Một phát ăn ngay. Chọt 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 một phát ăn ngay. Đó, muốn kéo thì kéo luôn nè. Đây là tính năng thứ 3 nè, kéo miên man. Rồi, đây là tính năng thứ 3. Tổng cộng 3 tính năng nó nằm miên man tại chỗ này. Rồi, thì bây giờ thêm một cái tính năng thứ 4 nữa, nó gói gọn quá ra. 1,4 triệu là mình sẽ hỗ trợ cho quý hàng là có một chức năng hàn tích để chúng ta làm inox. Thì nguyên cái bộ sản phẩm này là mã số 1 trong chương trình Black Friday ngày hôm nay, sẽ bao gồm một cái súng hàn tích WB26 dài 4m miên man như thế này, một cái cọng kẹp mát dài 3m miên man như thế này, một cái đồng hồ hoạt gông như đây thôi nha quý hàng. Bán trợ giá chung với con New 288 này đó, mọi người thấy là 1,4 triệu và được tặng một cây quạt trị giá 535 ngàn nữa. Mình cứ làm tròn 500 đi cho nó dễ, giảm 500 tặng 500 là còn có 6,5 triệu thôi. Mua con máy tích này 1,450 ngàn. Rồi bây giờ lát ma mít que chọt một phát ngay không. Rồi còn thêm một ông này tích nữa thì quá rực rỡ lòng em. Rồi mở nhẹ nhàng chức năng hàng tích lên, chỉnh dòng hàng. Đây là chức năng
khí ra sao và đây là dòng hàng. Bây giờ mình chỉnh tầm 150 ampere, lấy hai miếng inox này ra ghép tức thì ngay tại chỗ này cho tất cả mọi người coi liền, không có gì khó khăn hết. Lấy cạp mát kẹp vô đây rồi mình sẽ tiến hành hàn tích. Thì một cái bộ sản phẩm này mọi người cộng lên đi, 7,5 triệu, giảm 500 còn 7 triệu cộng với cái này là nhiêu? 1,4 triệu, là còn được 8,4 triệu. Chúng ta sẽ có 4 phương pháp hàn. Nào quý hàng thấy sự rực rỡ lòng em của nó nè, chọt một phát ngay mình sẽ bon cho mọi người coi tại ngay tại chỗ này. Vô dính liền quý hàng thấy không, quá rực rỡ lòng em. Rồi tiếp tục nè, mời tất cả quý hàng theo dõi nè, dính liền quá đẹp. Nào quý hàng coi nè. Rồi bây giờ mình sẽ bon để cho mối hàn nó trắng nó đẹp nè. Vô nè, một con máy hàn như vậy thì mình bán có 1,4 triệu. Khi mà mua chung với lại con máy 288 thì mọi người không tận dụng cơ hội này thì mình không biết đến khi nào quý hàng mới tận dụng nữa, mình không biết luôn. Quá rực rỡ lòng em, quý hàng thấy không? Hàng rất nhanh, 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 rất nhanh. Đây là ứng dụng thực tế trong cuộc sống mà chúng ta cần phải có 4 phương pháp hàng này trong một cái nhà xưởng, ai cũng vậy cả. Đó quý hàng thấy không? Tóm lại, bây giờ 7 triệu tặng quạt, mua được máy tích này 1,4 triệu, 8,4 triệu chúng ta có đầy đủ phương pháp hết. Latma, mít, rồi cả có que luôn, mà nguyên một bộ sản phẩm này rồi tặng một cây quạt nữa thì không còn một cái gì mà có thể so sánh được nữa. 8,4 triệu đủ bộ như thế này được tặng cây quạt. Rồi mã số 1, quý hàng nhớ nha, mình thông cảm cái này nó dài quá mình khỏi ghi đi, mọi người nhớ kỹ giùm. Thôi mình ghi đi, mã 1 combo 8,4 triệu, ghi vậy nha, để mất công mọi người nó không nhớ mà còn có một cái duy nhất ra. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành dán cái mã này vô. Như thế này ha, mã 1 là bộ combo nha, mình ghi chữ combo 288L cộng tích 200S. Rồi quá rực rỡ lòng em, giá chỉ có 8,400,000. Rồi xong, để mất công quý khách hàng nói ôi sao sale mà không có mã mất công. Đây nguyên một bộ combo của nó. Rồi mọi người nhớ chụp màn hình để chúng ta đặt hàng cho nó đúng hết khách hàng ha. Quá rực rỡ lòng em. Rồi di chuyển qua mã số 2 liền. Mã số 2 kế bên là mình đang còn sót một con máy này. Nói sót cũng không đúng, anh khách này anh đã mua BBS K40A2 của hãng Bắc Sai. Thì sau một thời gian anh xài đâu được tháng mấy á, độ mới nó còn cao không? Rất cao, nè mấy thằng coi này. Độ mới còn mới rất là cao, mọi người chú ý kỹ. Thì ảnh cảm thấy rằng nó không phù hợp với bên cái công việc của ảnh. Ảnh cắt dày lắm, ảnh cắt tới 15 ly lận mà ảnh lại đi ham cái máy bắt sai của Đức nè. Nó in dập nổi nè. Và đây là cái phiếu bảo hành của công ty mình khi mà bán hàng cho quý thằng này. Công ty Vĩnh Phong phiếu bảo hành. Đây là tem của quảng cáo kênh YouTube máy hàng quyền máy bắt sai in chữ nổi đây. Hồi xưa mình bán là 4,000,000, bây giờ mình sale anh mới vừa đổi qua một con máy cắt 80 hai nguồn điện của mình. Tại vì cắt cái này không thể nào cắt dày 15 ly được. Mà hồi xưa anh nhìn bắt sai này anh mê quá đi. Đây mọi người coi thông số của nó nè, Germany, anh thấy máy Đức là anh mê, cho nên anh mua về nhưng mà lại không phù hợp. Anh cắt toàn là 10 ly cho đến 15 ly không. Trong khi đó con máy này nó xài máy nén khí bên trong, nó có một con motor nhẹ nhàng nằm đây nè. Đó, cho nên là máy nén khí bên trong và cái súng của nó thì phải ngắn, tại vì nó thiết kế nhỏ gọn quá mà. Nè các bạn thấy không, BBSK40A2 mà ảnh lại đòi xài cái súng dài 8m nữa, cho nên nó lại hụt cái đường khí đi. Đó, cuối cùng là bây giờ đổi qua con cắt 82 nguồn điện của mình rồi. Thì bây giờ mình sẽ vô mình tiến hành mình bán sale con máy này mã số 2, giá chỉ còn có là 3,000,000 mà thôi. Rồi xong, nó bán rẻ cho quý hàng luôn. Mã số 2, máy có độ mới còn rất cao. Mình sẽ ghi rõ vô luôn, mọi người đừng có tua video. Mã 2, mình tranh thủ mình làm để chiều tối quá trời rồi lên video nó trễ. Mã 2, 3,000,000, bao ship khắp muôn phương, nghe quý hàng ha. Bao ship, cái nào là bao ship, nó bao ship. Mã số 1 cũng bao ship luôn nha. Mã số 1 là cái combo này cũng bao ship. Và đây là mã số 2, chúng ta cùng nhau theo dõi để tranh thủ mất thời gian dài dòng của quý hàng. Mã số 2 là BBSK40A2. Quá đẹp, máy còn mới rất là mới nè, mọi người coi kỹ cái mặt máy đi. Mới gần như 97%. Rồi, 3,000,000 bao ship khắp muôn phương Bắc Sài của Đức. Rồi mình lưu ý luôn, ai mua lần này cũng nắm rõ giùm mình nha, máy này xài nén khí trong nó cắt chỉ có là 4 ly thôi.
nha quý thầy nha, cắt nén khí ngoài mình cam đoan nó cắt được 10 ly. Nhưng mà anh khách này anh mua anh lại đi toàn là cắt khí trong không. Đó, đó là lý do tại sao anh đưa lại cho mình để anh đổi qua con cắt 80. Mình thu của anh lại rất là cao, thu tới 3 triệu rưỡi lận. Nhưng mà mình bán cho khách hàng 3 triệu, mình lỗ 500 ngàn. Đó là lý do mình nói lúc nào mình cũng sell là sell, thật lòng là như vậy. Vô tiến hành cắt liền, mời tất cả quý hàng theo dõi. Kích cò một phát anh hai, vô. Rất là rực rỡ đồng em nữa nè, thấy không? Hay là miếng này nè, mình cắt miếng này tới 5 ly rồi, nó chứ không phải 4 ly đâu. Đó, rất cái đùng. Đó, nãy giờ nè, đâu có xài máy nén khí gì đâu nè, các bạn thấy không đây? Ở sau đít này, đường này để cho máy nén khí ngoài vô nè. Đây là đường máy nén khí ngoài vô nè. Đó, chỉ cần nhẹ nhàng vậy thôi, xách đi. Rất là dễ thương, rất là rực rỡ đồng em nè. Vô! BBSK 40A2 giá 3 triệu đồng. Mã số 2, quá rực rỡ lòng em. Rồi, bây giờ mình xin phép quý khách hàng là cho mấy đứa em nó dời dời mấy cái mã này cho trống. Chúng ta vô ngay liền mã số 3. Mã số 3 đó là một con máy Bosch. Mình cũng còn có 1-2 cái. Cuối cùng, máy này là máy sử dụng công nghệ 12 MOSFET, 12 diode. Đẹp miên man. Mã số 3. Bây giờ mình bán cho quý khách hàng là giá còn có 1-2 cái thôi. Giảm giá cho nó rực rỡ lòng em xuống luôn nha. Bán cho quý khách hàng 2.150.000 tặng cho một cây quạt xịn hào này luôn. Đó, đây là sự chân tình của mình. 12 MOSFET, 12 diode, bo nguồn 6 tụ. Đây, mã số 3. Bán như vậy đó để cho mọi người có một cái quạt trong những thời tiết nắng nóng như vậy nè. Mình có cái một cái cây quạt, đây là tấm lòng của mình muốn dành cho quý khách hàng, cho mấy anh thợ hàng. Ai mà đi làm trong những ngày nắng nóng bây giờ đó thì mình sẽ có được một cây quạt thương mến như thế này. Nó sẽ có rất là hữu ích cho quý khách hàng ở khắp muôn phương để chúng ta đi làm. Rồi cần cái mình gắn cục pin vô. Mà quạt này thì mình tặng là chỉ có cái adapter thôi nha quý khách hàng nha. Adapter có cọng dây dài như thế này nhưng mà không có cục pin nha. Ai muốn cần mua pin để tích trữ thì mình sẽ có cục pin 5 cell thì là giá là 150.000, còn pin 10 cell là giá 250.000, còn pin 15 cell là giá 450.000. Thì mọi người gài không đây, pin 10 cell thì mình sẽ xài trong cái thời gian là khoảng chừng 3 tiếng. Còn pin 10 cell thì nó sẽ xài trong vòng tầm là được khoảng 7-8 tiếng nếu mà mở maximum. Còn pin 15 cell thì xài nguyên một ngày. Thì mọi người muốn mua gì đó thì mua thêm để chúng ta có cái để mà mình xài. Đây, cục pin này là 150.000, pin vỏ chống sóc đàng hoàng. Rồi, gài nó vô, chân Makita phổ thông. Còn mọi người ở nhà có pin Makita, có dụng cụ Makita rồi, không cần thiết, gài vô đây. Miễn làm sao đáp ứng được 21V là em nó sẽ hoạt động liền. Đó, quý thằng thấy không? Chạy miên man, dặn lên một cái nè, chạy rực rỡ lòng em liền. Đây, đó quý thằng thấy không? Khóa đây, đây chân quỳ mà mình muốn sao cũng được, khóa lên, khóa. Đó, nghiêng bao nhiêu độ cũng được, đó. Rồi, khi mình đó mình cắm cái quạt sạc này vô, nó mình còn một cái thôi, máy hàng á. Còn quạt này thì mình còn được 10 cái đó, ai tranh thủ mua được thì mua, mình tặng á chứ mình không có bán đâu. Rồi mình lấy cục sạc này nè, cái mình cắm điện vô. Một chút xíu nữa lỡ cúp điện thì cục pin này nó đã được sạc vô đây rồi, thì coi như là lỡ mất điện đúng không, đang sạc nè. Rồi lỡ mất điện, rút ra một cái, máy vẫn đang chạy miên man, quạt vẫn đang chạy miên man. Máy hàng tặng cây quạt giá 2.150.000, bao ship khắp muôn phương, mã số 3. Rất là rực rỡ lòng em, quý khách hàng thấy không? Nếu mình có cái gì mình sẽ tặng cho quý khách hàng cái đó. Rồi, nói gì nói thì cũng phải lấy mã số 3 này ra. Giá 2.150.000 tặng cây quạt xịn hào này thì dĩ nhiên là máy rất là xịn hào rồi. Công nghệ này thì quý khách hàng dư biết rồi, 12W, 12 diode. Rồi mình sẽ gắn kiềm hàng kẹp mát, mình đo dòng thật cho mọi người coi sự tuyệt vời của nó. Đó, mình sẽ lấy cái kiềm hàng kẹp mát, mình đo dòng thật cho tất cả quý khách hàng coi luôn. Thì giá 2.150.000 mình sẽ cho quý khách hàng là 3 mét kiềm hàng, 3 mét kẹp mát. Nghiêm túc đàng hoàng, theo đàng hoàng rồi, gắn vô, đo dòng thật cho em nó một cái. Giá 2.150.000, còn một máy hàng thì còn một cái, máy quạt thì còn 10 cái. Dĩ nhiên rồi, ai muốn ủng hộ mình mua cây quạt này á, thì
thì khách hàng có thể mua đi mình bán là 535 ngàn. Nghe khách hàng nha, nó mình phải biết là tình cảm mình là như vậy, bán là 535 ngàn. Nhưng mà quý khách hàng đừng có lấy giá 2.150.000 này mà bắt mình trừ tiền ra, thì mình không trừ được nha. Đây là tình cảm mình tặng thôi, không bắt mình trừ, mình không trừ đâu. Nếu không mua thì thôi chứ đừng có bắt mình trừ. Rồi, mở điện nguồn em nó lên. Dĩ nhiên muốn mở điện nguồn thì mình phải cấm nguồn ha các bạn ha, cấm nguồn em nó vô. Rực rỡ lòng em, mở điện nguồn em nó lên. Chỉnh maximum này lên. Rồi, lấy đồng hồ đo dòng thực, kẹp mát của nó, kìm hàng của nó kẹp vô đây. Rồi, di chuyển cái miếng này qua luôn. Tay mình đã luyện thành thiết xa trưởng rồi, cho nên mình sẽ ôm miếng sắt này qua đây, rất là đơn giản. Ôm miếng sắt này qua để trước mặt về để mình quay phim cho nó dễ, để đứa em quay phim nó cực, nó sàn tới sàn luôn nó cực nó ha các bạn ha. Rồi kẹp mát vô đây, đưa cái máy qua đây, gắn cái đũa hàng vô và kiếm cái đồng hồ đo dòng thực, kiếm cái đồng hồ đo dòng thực cái mình đo liền cho tất cả quý khách hàng coi. Bây giờ mình phải dặn cái dòng này lớn, trong thời gian chờ đứa em đi lấy đo đồng hồ đo dòng thực cái mình chọt một phát ngay cho quý khách hàng coi nè, chọt một cái ăn ngay liền. Cái đũa này nãy nó bị bể thuốc rồi, rồi chọt một cái ăn ngay nè, chọt một cái ăn ngay nè, chọt một cái ăn ngay. Rồi bây giờ vô đo dòng thực, dặn maximum nó lên 202 ha, số nó ha. Rồi mở đồng hồ đo dòng thực lên cho mọi người coi nè. Trả nó về trạng thái 00 đàng hoàng, không có để nó bị dương lên 0.4 nha. Trả về 00. Kẹp vô đây, rất là nghiêm túc đàng hoàng, kẹp vô đây. Lấy nét được chưa? Lấy nét được chưa? Rồi chưa? Chọt một phát ngay, vô chưa? Bao nhiêu ampe đây em? 182 ampe quý thằng ha. Đó, ai cũng thấy rõ rồi đúng không? Đó. Đó quý thằng thấy không? Đó. Xong. Đây là mã số 3. 2.150.000 tặng cây quạt rất là dễ thương này, nghe thầy ha. Rồi chúng ta tranh thủ để chúng ta vô mã tiếp theo đi, là mã số 4 đi ha, dẹp này qua để cho nó trống trải nhà cửa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thay đổi không khí chút xíu ha. Mình sẽ quất một con máy mã, gọi là một con máy hàng tích này đi, giá rẻ rẻ đây. Đây là mình cũng thâu lại một của một anh khách. Ảnh hàng tích này là loại 12 MOSFET, 12 diode rất là xịn hào, chứ không phải là chơi đâu. Loại này là nặng như trâu vậy đó. Thì máy này là ở trong ruột nó y chang con hàng que nãy á quý thầy. Thì đây là mã số 4. Thì anh này đã ảnh sau một thời gian xài, ảnh đã lên đời rồi. Ảnh đã mua được một con máy Top Gun 215E ACDC của mình, giá 11.500.000. Cho nên là ảnh đưa lại cho mình. Thì bây giờ mình sẽ bán rất rẻ cho quý thầy luôn. Máy hàng tích mà bây giờ mình bán y chang một con máy hàng que luôn, mình bán 1.600.000. Có một cái súng hàng tích xịn hào như thế này, có một cọng kẹp mát, tại máy này không có chức năng hàng que, có một cái cọng kẹp mát nữa quý thằng. Và mình sẽ tặng cho quý thằng một cái đồng hồ hạt gông giá 1.600.000 nha. Rồi bây giờ mình sẽ cũng gắn đường khí hạt gông vô và mình test miếng inox cho mọi người coi, rất là rực rỡ lòng em. Rồi lấy đường khí hạt gông, đây là mã số 4, 1.600.000. Quá rực rỡ lòng em luôn rồi đó, chứ không phải giỡn chơi đâu. Cắm dây điện nguồn của nó vô nè. Máy này nó nặng như trâu vậy, hiệu Rinbert. Rồi xong, 1.600.000. Quá tuyệt vời. Hôm nay mình bán lên như vậy là cực kỳ rẻ rồi. Rồi mình để ở đây, chỉnh dòng lên. Đây là cái núm này là nó chỉnh khí ra sao ra sao ấy nè. Gạt lên là 2.5 giây, gạt xuống là 5 giây. Đó, thì thôi mình để 2.5 giây thôi. Gạt lên 2.5 giây. Rồi chỉnh dòng CC chỗ này, mình để lên tầm 13. Rồi mình cũng lấy miếng inox giống nãy đi, cái mình hàn rét cho mọi người coi sự tuyệt vời của nó ha. Rồi mình sẽ lấy cái miếng inox này mình hàn liền đó, đường khí hạt gông mình đã cắm vô rồi mà mình quên mở khí hạt gông mới ác chứ. Để mình mở khí hạt gông đây mọi người coi ha, mở khí hạt gông ra, mở khí ra. Rồi lấy một cái kẹp mát gắn vô, rồi chúng ta sẽ tiến hành hàn cho mọi người coi chức năng hàn tích nha, rất là rực rỡ luôn em. Đẩy này ra đi. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ ngay tại chỗ này, đưa kẹp mát lên, kẹp một cái rét vô. Sẽ cho quý khách hàng là một cái đồng hồ hạt gông nữa nha. 1.600.000 có đồng hồ hạt gông, có súng hàng tích như thế này, y chang trên màn hình, dài 4m miên man. Rồi đưa một miếng inox này vô, chọt một phát ăn ngay cho mọi người coi liền. Đó, ghép vô với cái thằng cái hộp này luôn. Đó, đây là thực tế cuộc sống nè. Lấy cái hộp hàng, lấy cái miếng sắt này hàng vô cái hộp. Đây, để mình đưa cây kim dài dài ra. Cây kim này là của cái anh khách, ảnh còn để dính trong này luôn nè. Mình chưa có mài kim lại nữa, không biết hàng được hay không đây nữa. Rồi nhưng mà kệ đi, làm đại đi, hên xui may rủi ha. Rồi mình sẽ ghép cái miếng inox tắm vô cái inox hộp này cho tất cả mọi người coi. Đó, cầm trên tay là chơi được luôn. Mời tất cả mọi người theo dõi nè. Vô. Dính một phát ăn ngay.
Cái thằng thấy không? Dính liền không? Rồi tiếp tục nè. Quá đẹp, món hàng trắng phao pháo luôn, vô. Đó, rực rỡ lòng em không? Cái thằng thấy không? Đó, món hàng của nó nè, rồi bây giờ mình tiến hành mình làm cho mọi người coi nè, vô. Hàng la vô hộp nè. Đây là ứng dụng rất là thực tế trong cuộc sống nè. Ai chưa có điều kiện để mua một con máy mới, chúng ta có thể mua con máy đã qua sử dụng như thế này. Mã số 4, 1.600.000. Nó món hàng trắng tinh, cái hàng thấy không? Trắng tinh khôi luôn. Quá rực rỡ lòng em. Và coi thực tế nè, hàng này. Quá xịn hàng. Quá xịn hàng. Quá xịn hàng. Quá xịn hàng. Đó. Thường mình hàng trang trí nội thất là mình chỉ bon bon vậy thôi. Chứ cái hàng không có nên hàng kéo. Chúng ta chỉ hàng kéo khi chúng ta hàng đồ dày. Còn đồ mỏng thì chúng ta nên hàng bon như thế này. Nó rất là rực rỡ lòng em. Đây là thực tế cuộc sống. Còn mình muốn kéo mình giảm lửa nhỏ lại. Đối với đồ mỏng đó, kéo một phát ăn ngay nè. Vô. Nè các bạn thấy không? Lửa rất là mịn màng, rất là đều. Các bạn thấy không? Đó. Đó, sáng long lanh chiều nội trú nè. Vô nè. Đây mình để lửa nhỏ mình kéo cho mọi người coi nè. Coi đường hàng nó sáng long lanh nè. Đó, thường mình muốn kéo thì cứ kéo thôi. Thì với cái lửa nhỏ nhỏ riu riu này thì cái hàng hàng mấy gem cũng được mà. 5 gem, 6 gem kéo nè. Đó, đường hàng của nó nè, thấy không? Đẹp long lanh nè, thấy không? Sáng dơ dới luôn nè, đó. Đó, rồi xong, mã số 4, 1.600.000. Quá rực rỡ lòng em, vô. Bây giờ quá trễ rồi, bây giờ đã là 19 giờ rồi quý thầy. Mà quý thầy sẽ thấy cái video này lên rất là trễ, mong mọi người thông cảm nha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành vô tiếp một cái mã khác nữa. Đây là mã số 4. Thay đổi không khí đi nha. Mình qua một cái mã vào dụng cụ cầm tay đi ha. Mã số 5. Đây là thương hiệu Toyama, mình mới vừa ký hợp đồng đại lý. Đó, sau một thời gian mình có hợp tác với một số hiệu Himoki rồi đó, nhưng mà cái họ ở ngoài Bắc xa quá thì nó cũng là chỗ đứa em thôi, nó rất là dễ thương. Nhưng mà bây giờ mình mới ký thêm một cái đối tác này. Đối tác này là một cái thương hiệu Toyama, nó làm rất là nhiều đồ về đồ pin rồi đồ điện nữa, cũng giống ngoài Himoki ngoài Hà Nội thôi. Nhưng mà hôm nay là ngày chính thức mình ra mắt, mình sẽ bán sale một cái máy bằng điện này cho quý khách hàng coi. Thương hiệu Toyama là một thương hiệu cũng xuất hiện ở thị trường Việt Nam cũng đã tương đối lâu, nhưng mà hiện giờ họ chưa có một cái đối tác trên YouTube, cho nên là mình là người đầu tiên phát triển thương hiệu Toyama trên nền tảng YouTube. Thì mọi người mua một cái sản phẩm gì đó thì mình nên tin vô cái người bán hàng và tin vô chất lượng sản phẩm, thì nó phải kết hợp nhiều thứ, lịch sử thành lập của cái công ty của người bán hàng, rồi thương hiệu của cái sản phẩm, rồi cái tư cách của người bán hàng. Thì mình thấy rằng Toyama là một cái thương hiệu cũng ổn và chất lượng cũng ổn. Thì hôm nay là ngày đầu tiên ra mắt, mình không có tiện để mình đem đồ pin. Mình sẽ làm một cái video về toàn bộ series Toyama đồ pin trong cái ngày mai, trưa mai nha quý thầy. Còn bây giờ mình sẽ lấy ra nhân cái dịp Black Friday này, mình sell một cái máy Toyama. Này là điện nha chứ không phải pin nha. Nhưng mà pin thì mình phải làm riêng một cái video. Còn đồ điện này thì hôm nay chỉ ra mắt là mình nói là mình ký kết với thằng Toyama này. Thì cho nên là mình sẽ giới thiệu sơ một cái sản phẩm điện này chơi cho vui. Nhớ nè ha. Đây. Nó rất là rực rỡ lòng em đây. Đó, để đây. Thì nồi công dây điện nguồn là thấy miên man rồi nè, thấy không? Dài miên man y chang hàng của mấy thằng Bose, Makita nè. Mình rất ghét bán hàng pha ke nha quý thầy. Tiếng Anh gọi là fake á, chữ F, chữ A, chữ K, chữ E. Mình thà mình bán những cái thương hiệu như thế này thì họ đặt hàng chất lượng rất là cao. Rồi mọi người coi từ cái tướng tá của nó nè, trọng lượng nó nặng như trâu, và nội cộng dây điện nguồn là thấy đã ghiền miên man rồi, quý thầy thấy không? Rồi tính năng của nó nè, thông số của nó là mọi người coi kỹ giùm mình đó. Đầu gài xịn hào luôn, motor là 100% dây đồng. Đặc biệt Toyama độc chiêu chỗ là gì? Tất cả những thương hiệu khác bảo hành có 6 tháng thôi, nhưng Toyama bảo hành đồ điện, đồ pin là 12 tháng. Thì đây là cái sản phẩm là một cái máy khoan 3 chức năng. Đây là mã số 5. Đây, gài vô. Chức năng này là chức năng khoan. Khi mà quý thằng gài mũi ruột gà vô đây thì chúng ta sẽ khoan. Đó. Đây là tay cầm của nó, thấy nghe cái tiếng, thấy cái lực nó mạnh nữa quý thằng thấy không? Quá xịn hả? Rồi, gài vô. Rồi, đây là tính năng thứ hai, là tính năng là khoan và kết hợp với đục luôn. Còn cái này là chuyển qua để đục, bập 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 bập. Đó, rất là xịn hào như thế này. Rồi ở đây là cái phần này là tiến hành phần công tắc nhấn vô nè. Rồi. Rồi đảo chiều nè, gạt qua đây đảo chiều. Đúng rồi.
cắt này. Gạt xuống đây, đảo chiều. Khoan. Khoan. Công tắc chuyển rất là nhẹ nhàng, tình cảm nè. Rất là nhẹ nhàng, gài nè. Rồi, giá này mình thanh lý tối nay giá 920 ngàn. Đây là giới thiệu cho quý khách hàng về cái dòng Toyama. Thì bên trong phụ kiện của nó sẽ có là đó, mình cam đoan máy này chất lượng rất cao và nó dám bảo hành cho quý khách hàng là 12 tháng nha. Rồi nó sẽ có những cái gì bên trong đây. Tặng cho chúng ta một mũi đục dẹp, tặng cho chúng ta một mũi đục nhọn, tặng cho chúng ta một cái khoang bê tông á, 12 ly. Tặng cho chúng ta thêm một cái khoang bê tông nữa là 10 ly. Rất là rực rỡ luôn em, hết rồi đó. Bao gồm là hai mũi đục, hai mũi khoan, đúng không ta? Đúng không? Đúng rồi. Hai mũi đục và hai mũi khoan, rất là rực rỡ em. Và cộng dây điện nguồn dài rất là miên man. Hàng là hàng của hãng Toyama chứ không phải là hàng pha ke. Hàng pha ke là những cái máy mà nó giả nè, Daewoo nè, Tenley nè, Makita nè, Bosch nè. Là những cái máy ba chức năng thì giờ trên thị trường nó bán đầy à. 650 ngàn là có một cái là hàng pha ke. Nhưng mà quý khách hàng tránh tình trạng đừng mua hàng pha ke. Hàng đó là hàng nhái, thì về chất lượng nó không có, và đồng thời nó bằng dây nhôm cho nên nó rẻ. Hình như cái này là đang bán, đúng ra mình phải bán 1,1 triệu theo cái chính sách của nhà máy nó yêu cầu. Nhưng mà hôm nay mình xin phép nó là cho mình bán sale một cái thôi, 920 ngàn, mã số 5 đó, cho nó giới thiệu ra mắt cho nó rực rỡ luôn em. Hết hàng ha, mã số 5, 920 ngàn, quá tuyệt vời. Rồi quay trở lại máy hàng để tránh thay đổi đi miên man, tránh thay đổi không khí. Đây, mình sẽ dán cái mã này cái rồi mình qua máy hàng. Đây, mã số 5, 920 ngàn. Một cái duy nhất thôi nha mấy thằng, quý thằng mua thêm cái thứ 3, thứ 4, thứ 5 là cho phép mình bán giá là 1,1 triệu nha quý thằng nha. Loại này, xong. Quay trở lại, máy hàng cho nó rực rỡ lòng em cái. Thì cắt 50 tem da là không có quá xa lạ gì với quý thằng rồi đúng không? Thì nó là mã số 6, giá 4,8 triệu, phụ kiện cho theo thì rất là rực rỡ lòng em rồi. Một bộ đuốc BT31 dài 5m miên man, 3m kiềm hàng, 3m kẹp mát, 10 bộ bét BT31, 5 cái sứ lớn, 5 cái sứ nhỏ, rất là nhiều đồ. Một cái đồng hồ điều áp gắn sẵn thiết kế bên trong máy, rất là tiện lợi về sử dụng, khớp nối nhanh. Thì mình đang bán 4,8 triệu, thì bên trong nó sẽ có một con máy hàng que xịn hào trỏng rồi. Thì giờ mình cắm điện nguồn. Nó là mã số 6. Thì sale là sale gì? Thực ra là riêng dòng máy này mình bán không đủ hàng bán, nó gần hết hàng rồi. Cho nên nhưng mà Black Friday thì cũng phải đem ra chơi một cái cho ai đang đam mê ghiền ghiền lách ma thì cũng được mua. Một là được giảm 300 ngàn, hai là được lấy một cây quạt rất là dễ thương này. Đó là chương trình của mã số 6, từ 4,8 triệu, hoặc là giảm 300 ngàn, hoặc là được tặng cái quạt này giữ nguyên giá 4,8 triệu nha quý thằng, nắm rõ cho mình nha. Hoặc là được giảm 300 ngàn, không có quạt là 4,5 triệu, hai là lấy cây quạt này. Thì mình vẫn khuyên quý thằng là như lấy giá 4,8 triệu đi, lấy cây quạt này trị giá cao hơn tới 535 ngàn lận đó. Thì riêng cây quạt này cũng là mã số 7 luôn, ai mua cây quạt này thì mình bán giá là 535 ngàn, nhưng mà thôi tối nay sale luôn 500 ngàn, mã số 7. Mã số 6, cắt 50 tên da tặng cây quạt. Nó tạm gọi nó là tặng nha, chưa nó chưa thành mã nha. Mã số 6, 4,8 triệu, tặng cây quạt. Không thích quạt, nhà có nhiều quạt quá rồi, thôi giảm 300 ngàn, còn 4,5 triệu, kéo dài đúng một tuần, từ thứ 6 tuần này đến thứ 6 tuần sau. Xong, phải có cái chương trình nó giới hạn nha, chứ kéo dài không được. Máy này mình đã bán rẻ lắm rồi. Nó có chức năng cắt lách ma nè. Nè mấy thằng coi nè, nó vừa có chức năng cắt lách ma nè, nó có chức năng hàng que nữa, xịn hào nè. Đó, trong cái lách ma của nó có 2T nè, 4T nè. Mặt tiền của nó là có hiển thị được đồng hồ điều áp, thiết kế rất tinh gọn nhẹ. Đó, thì mọi người nắm rõ cho mình. Mã số 6 là 4,8 triệu, tặng cây quạt xịn hào. Hoặc là giảm 300 ngàn, không lấy quạt, còn 4,5 triệu. Rất là rực rỡ lòng em. Rồi, bây giờ sale thì cũng phải là cắt một đường cho tất cả mọi người coi miên man. Rồi, đang kẹp mát mình phải đang gắn ở dấu cộng rồi nè quý thằng, thấy không? Kẹp mát là dĩ nhiên là không phải cho theo máy này nha. Do mình quay phim trễ đó, cái mình lấy đại mấy cái kẹp mát ngắn ngắn mình làm cho lẹ, chứ đúng của nó là kẹp mát 3m, kiềm hàng tới 3m nha quý thằng nha. Rồi, rất là rực rỡ lòng em. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành
kẹp vô cắt một liền cho mọi người coi liền, rất là rực rỡ luôn em. Mình tay mình đã luyện thiết ra chuẩn rồi, mình sẽ bưng miếng sắt này qua đây, cắt một đường 10 ly dơ dơ này cho mọi người coi. Đây, đây là cái miếng đường này là dài 10 ly, dày 10 ly. Rất là rực rỡ luôn em. Và mình sẽ thậm chí mình sau khi mình cắt lát ma mã số 6 này, mình sẽ hàn que luôn trên cái chức năng xịn hào của nó luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ cắt lát ma trước. Và trước khi cắt thì chúng ta sẽ thấy là mình sẽ cấp cái đường máy nén khí vô. À, chúng ta đi qua đây để coi mình đi đường máy nén khí vô nè. Xeo thì cũng phải làm cho nó kỹ chứ. Rồi, gắn đường máy nén khí vô. Xong chúng ta nhìn lên phía trước coi coi áp ngon lành chưa. Áp nó quá cao rồi đúng không? Nhổ cái này lên, giảm áp lại. Ở sau này mình chỉnh áp ở sau nữa nè. Giảm áp nhẹ nhàng tình cảm lại. Đó, áp giảm xuống chưa? Rồi, quá rực rỡ lòng em. Cắn áp vô. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tiến hành cắt liền cho mọi người coi. Trên miếng sắt này dày 10 ly nè, dơ dơ tùm lum nào các thằng thấy không? Chứ không có gian dối mập mờ nha, dày 10 ly nè. Chú coi cạnh này luôn nè. Rồi, rút lên một đường cho tất cả quý hàng coi. Không gian gió mập mờ. Rồi, vô, quất, 1, 2, 3, vô. Quý cái này cảm nhận về con ten da là như thế nào? Nó nãy giờ nó đang dướng cái súng nè, để mình lôi ra ngoài nó dễ đi. Rồi, với hàng cảm nhận lại nha, vô nè, 1, 2, 3 vô. Nghe cái hơi nó là cái gì nè đúng không? Nội nghe cái hơi nó là đã gì nè. Cái hơi lửa nó xuống. Nè quý thằng thấy lát ma nó có ưu điểm của nó nè. Mình vừa cắt tay mình rờ đây đâu có nóng đâu nè không? Nè. Nó không có bị biến dạng nhiệt nè, tay để đây nè. Mạnh rực rỡ lòng em ơi, phải chia lửa ghê không? Rớt cái đùng tay mình cầm vô luôn nè. Không cho rớt nè. Cầm trở lại không được, nó nặng quá. Rồi, cầm trở lại liền, rất là nhanh, rất rực rỡ lòng em. Rồi, bật luôn cái chức năng hàng que để biểu diễn luôn cái di chuyển kẹp mát qua dấu trừ. Có nhiều anh hỏi mình nếu kẹp kìm hàng mà gắn lộn qua dấu trừ có sao không, thì mình cũng đã giải thích lần rồi. Nguyên tắc gắn qua dấu trừ cũng không sao, nhưng mà lúc đó nó đốt cây que không có ngon bằng cái kìm hàng để vô dấu cộng đó. Vậy thôi, mình để ngược cọc thì nó đốt cây que không có ngon. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành hàng một cái đũa 3 ly 2 cho mọi người coi. Bật qua chức năng hàng que, chỉnh lên 135 ampere thôi. Rồi, rồi bây giờ thôi, tay mình bây giờ nó luyện siết ra trưởng rồi, nó cầm luôn. Rồi, lấy cái đổ hàng kẹp vô đây. Rồi, cầm miếng này biểu diễn luôn cái chức năng hàng que cho mọi người coi, sự rực rỡ luôn em. Lỡ cắt ra rồi hàng lại để không thôi bị đòn á, nhân viên mình nó la mình chết, nó sao cắt ship cắt ra hao sắc quá. Nói thôi chứ mình phải cầm cho nó ổn định, với là tay mình cầm không có bằng cái kìm, cho nên là mình phải cầm cái này lên để hàng cho nó dễ. Rồi, chọt một phát ăn ngay. Mời tất cả quý hàng theo dõi nha. Nè, coi nè nha, ăn ngay không? Không ăn mình ăn cho hết luôn nha. Tù, hay quá ta, hên quá, ăn ngay rồi. Hay quá, vô. Nó lỡ cắt ra mình nói lại quý hàng, nó nói lại. Rồi, xong nhiêu đó được rồi. Ngày mai đi hàng tiếp, giờ hàng nữa hết giờ. Mã số 6, 4.800.000. Tặng một cây 4.800.000, có chức năng hàng que, tặng một cây quạt rực rỡ lòng em. Rồi, buồn buồn quá, chuyển lên bán cây quạt này luôn. Ai không thích mua máy đúng không? Thì nhiều người cũng cần cây quạt cho mát đúng không? Thì mình bán cây quạt này, nguyên cái thùng của nó như thế này. Đóng gói gọn ghẽ như thế này, bên trong nè. Chúng ta sẽ có một cái chân quỳ. Bán mã số 7 thì cũng phải review mã số 7 ha. Có một cái lòng quạt như thầy, đóng rất là gọn ghẽ vậy. Chân quỳ của nó là như thế này. Nó có móc treo, cắt cả các kiểu. Móc quay mòng mòng đó. Ủa cái móc nó đâu rồi? Nằm trong đây hả? Đây, nó có cái móc nằm trong đây. Gài cái móc này vô đây. Nè quý thằng coi nè ha. Rồi, mình có thể treo. Treo ở mọi tư thế, ví dụ vậy. Rồi, mình không thích thì mình để chân quỳ giống vậy. Nè, không thích thì mình để kiểu chân quỳ vậy. Rồi, đó, bên trong cái hộp nó sẽ đóng đơn giản vậy thôi. Là sẽ có một cái lồng quạt rời rời vậy. Rồi, một cái chân quỳ như thế này.
Rồi có hai con ốc nữa, hai con ốc nhựa như thế này để mình bắt bên hông nè mấy nè. Đó, bắt nó dính vô đó, mình làm ví dụ nôm na thôi thì bắt vô nó giống cái quạt này nè, nó vậy đó. Vậy hết hàng ha, 500 ngàn mã số 7, rực rỡ lòng em. Còn chưa hết, nó có một cọng dây cấp điện 220 vô rất là xịn hào và rất là dài bên trong nè. Đây nè, đầy đủ bộ của nó, dài 2 mét á. Rồi xài chân là chân pin Makita phổ thông 21V, thì nhà ai có pin rồi thì sọt pin vô xài vậy thôi nha mấy thằng nha. Quạt rất là xịn hào, mã số 7, đây là mã số 7, giá chỉ có là 500 ngàn, bao ship khắp muôn phường, quá tuyệt vời. Rồi xong, quá tuyệt vời. Rồi bởi còn cái mã số 6 mình quay lại mình nói, 4.8 triệu tặng quạt, còn nếu không thích cái quạt thì mình sẽ giảm từ 4.8 triệu còn 300 ngàn, hoặc là giảm còn 300 ngàn. Đó mình ghi rõ để mọi người chụp lại màn hình ha, nãy bị thiếu ha mọi người ha. Mã số 6, 4.8 triệu tặng quạt hoặc giảm 300 ngàn là còn 4.5 triệu, quá rực rỡ lòng em. Rồi mình cá đó được 7 mã rồi, thì còn một cái mã nữa mình quay trở lại chương trình là qua đồ nghề cái hết hàng ha. Mình quay cái chương trình đồ nghề. Rồi đi, bây giờ mình sẽ rút này ra, mình sẽ vô cái mã số 8, vô cái mã số 8 liền, đơn qua cái muốn mua đồ nghề cho nó vui. Đây, đây là một cái máy mài pin, đúng ra nó nằm trong cái chương trình ngày mai, nhưng mà tối nay chơi luôn. Đó, bán cho quý hàng một cái giá cho nó rực rỡ lòng em luôn, mà mài pin của Toyama đó, thì mình sẽ tặng cho quý hàng nha. Mã số 8 này mình bán, mình giới thiệu đến tất cả quý hàng ở khắp muôn phương cái dòng này. Ngày mai sẽ làm cái video đầy đủ về con máy này nha quý hàng nha. Thì hôm nay mình sẽ cho nó thành mã số 8, một cái máy mài pin có chức năng là chống khởi động lại, thiết kế cái thân rất là nhỏ gọn, phù hợp với tất cả những anh thợ hàng ở Việt Nam của chúng ta, rất là rực rỡ lòng em. Đây hộp của nó nè ha, thông số mình đọc sơ trên cái hộp này cho nó rõ, tại mắt mình nó hơi yếu á. Đây, điện áp là 21V, tốc độ vòng quay là 13.000 vòng, đĩa là sử dụng đĩa một tấc, có động cơ là động cơ không chổi than, rất là xịn hào nha mấy thằng nha. Đó, mã là CVC05, mã của nó là C05, động cơ không chổi than. Rồi chúng ta coi vô nhân vật chính của chúng ta, để thay đổi không khí mà mình phải làm vậy mới được. Rồi rất là xịn hào, bên trong có một thân tay nhỏ gọn à, này tay gái cầm cũng được, gọn nhỏ xíu nè, cái này coi nè, nhỏ gọn dễ thương nè, thấy không. À, động cơ là không chổi than nè, rồi thiết kế tay cầm đẹp, nhỏ gọn dữ lắm, không chổi than nè, rút led nè, chân là chân Makita nè, dấu cộng nè, dấu trừ nè, ghi ký hiệu rõ luôn nè. Đây là đường vô cộng trừ của pin nè, đó, chống trơn trượt nè, cho tặng vô cái thằng 5 viên lá cắt, 1 viên nhám ship luôn. Rồi có một cái tay cầm phụ ở đây, đây là mã số 8, rực rỡ lòng em lắm chứ không phải chơi đâu. Đây là ngày đầu tiên mình ra mắt, sách hướng dẫn sử dụng đầy đủ các kiểu, một cái cục sạc nhanh rất là đẹp, đây là cục sạc nhanh đẹp nha các thằng ha. Rồi một cái khóa mở đá nè, một cái cạc te nè, hiển nhiên cũng phải có đây rồi nè, đó đầy đủ, cạc te cũng phải có. Rồi quá xịn hào, hai cục pin, mỗi cục 10 cell 4.0A. Rồi pin thì báo có mạch báo pin, vỏ là vỏ chống sốc. Đây mạch báo pin nè. Rồi tốc độ của nó nè, một là chậm nhất nè, hai nè, ba nè. Rồi mà mọi người coi nè, đây là nó có chức năng là chống giặt đá nha, đá mà giặt là nó tự đứng máy và chống khởi động lại nè. Máy đang chạy nè, với thằng cứ tưởng tượng ha, lỡ nó hết pin đúng không, đây là lỡ hết pin nè, công tắc vẫn còn đang bóp nè, thấy không. Nếu mà những máy khác đưa vô là nó sẽ khởi động liền. Rồi bây giờ mình gài cục pin vô nè, nó vẫn sẽ không bao giờ chạy. Đây là chức năng cũng rất là hay để an toàn đó, không khởi động lại nè, với thằng thấy không nè, nó vẫn đang báo tốc độ số 3 mà không khởi động lại nè. Nè bây giờ mình bóp cho nó nhảy ra nè, giờ mới chạy nè, đó thấy không. Còn có một chức năng là đá mình đè mạnh cái nữa là nó bị bể đá đó, đứng máy liền đó, rất là xịn hào nè. Đây làm lại lần nữa cho mọi người sự tính năng hay ho của nó nè, đang chạy này không. Rồi nè, rút cục pin ra nè. Nè rồi có nghĩa là máy đang bị bóp cò nè, thấy không. Rồi bây giờ gài pin vô nè, pin đang đầy pin đàng hoàng nè, đó hồi nãy là trường hợp mình giả bộ là hết pin đi ha, bây giờ
hết pin rồi, giờ lấy cục pin mới gài vô. Nhiều người quên á là nó khởi động lại là nó sẽ không an toàn, nhưng mà đây là chống khởi động lại đó, thấy không, rất là rực rỡ lòng em. Rồi, giá sẽ rất là rực rỡ lòng em, và được tặng 5 viên đá cắt, 1 viên nhám ship. Giá xin công bố cái hàng giới thiệu thương hiệu Toyama, mình sẽ bán cho cái hàng giá là 1.350.000 bao ship khắp muôn phường. Nó bình thường là quý hàng không mua được giá này đâu. Mình sau khi mà mình đã đi vô là nề nếp là bán hàng số lượng lớn cho Toyama thì giá mình lại lên giá nha quý hàng. Giá sẽ lên lại là 1.500.000. Còn bây giờ mình bán 1.350.000 bao ship khắp muôn phường, tặng 5 viên đá cắt và 1 viên nhám ship này cho quý hàng. Đây, quá rẻ rồi, 1.350.000 bao gồm một cục sạc, hai cục pin, rất là xịn hào như thế này. Đó, thân thì nhỏ gọn, đầy đủ rồi. Cho phép bữa nay mình mệt quá rồi, bây giờ là 19:30 rồi khách hàng, cho nên là mình sẽ không cắt gì luôn nha. Mọi người cứ tin tưởng kênh máy hàng em Quyền thì cứ liên hệ đặt hàng. Máy này thì mình sẽ bảo hành 1 năm trời lại. Mã số 8, 1.350.000. Rồi, bây giờ mình sẽ quất lại một cái mã nữa là để cho tương tác rực rỡ lòng em ha, là mình sẽ bán con máy hàng dưới giá là 600.000 để gọi là tương tác thôi. Đây, một con máy hàng mới miên man đẹp long lanh. Đây nó là ha, và mình sẽ cắm điện vô đó, bán sale chứ mình cũng phải ấy cho quý hàng coi, là mã số 9 luôn, mã tương tác 600.000. Sẽ có là 2m kìm hàng, 2m kẹp mát gắn kìm hàng vô. Rất là rực rỡ lòng em. Bo mạch bên trong thì chắc cú lắm, nhỏ như cái iPhone 10 vậy đó. Rồi, mở điện nguồn em nó lên. Một khoát một. Rồi, đèn nguồn đã sáng lên rực rỡ lòng em. Rồi, mình sẽ gắn một cái kẹp mát vô cho tất cả quý khách hàng coi. Kẹp mát gắn vô dấu trừ. Quá xịn hào. Đúng ra mình phải mở cái ruột luôn mà thôi, kệ nó đi. Khỏi mở đi. Hai quý khách hàng ha, mã số 9 hay còn gọi là mã tương tác luôn, chúng ta sẽ có một cái mã rất là rực rỡ lòng em. Bỏ xuống đây. Rồi mình gắn kìm hàng, mình test thử vài đường cho quý hàng coi. Vô. Chọt một phát ăn ngay nè quý hàng coi nè, tăng dòng lên nè, chọt một phát ăn ngay. Đó. Mã số 9 nè, rực rỡ lòng em nè, chọt nè. Quá rực rỡ lòng em. Một con máy mã tương tác 600.000, nhỏ như iPhone 10. Quá rực rỡ lòng em. Mã số 9, mã tương tác, giá là chỉ có 600.000 thôi. Cái viết xanh này nó hết mực rồi quý hàng. Phải đổi qua viết màu đỏ nha. Rồi, mã số 9. 600.000. Quá mệt rồi. Bây giờ chơi luôn cái mã số 10 này luôn đi. Đây, con Hy Long này nè. Là 300 ampe. Dòng thật ha. Đo dòng thật cái. Bán cho quý khách hàng là mã số 10, 2.600.000. Nhưng mà mình sẽ tặng cho quý khách hàng là một cây quạt giống nãy luôn. Sẽ tặng cho quý khách hàng một cây quạt rất là miên man. Rồi, bây giờ mình dẹp cái mã số 9 này xuống. Rồi mình thử qua mã số 10 là con Hy Long này. Thấy rồi ha. Mã số 10 là con Hy Long. Rồi, mở làm nhanh cho mọi người coi cho nó tương tác. Bây giờ mình sẽ bán cho quý khách hàng giá 2.600.000. Dòng thật là mình sẽ đo liền và mình sẽ tặng cho quý khách hàng cái quạt này luôn. Quá rực rỡ lòng em, là mã số 10 luôn. Cũng là một cái kiểu tương tác luôn hết nè. Gắn cái kìm hàng vô dấu cộng. Gắn cái kẹp mát. Gắn lộn rồi, cái kẹp mát là màu đen mình gắn lộn. Gắn kẹp mát vô dấu trừ. Kìm hàng gắn vô dấu cộng. Rồi, không sao, lộn thì nói lại. Hột kịch còn lộn hủng hộ gì mình, đúng không? Ra mình nói là kìm hàng nhưng mà mình lại lấy kẹp mát chứ mình cũng chả lộn gì nghiêm trọng cả. Rồi bây giờ lộn thì nói lại thôi, sai thì phải sửa thôi chứ có gì đâu, mình đừng có bao giờ mà mình lừa gạt người ta là được. Rồi, mã số 10, 2.600.000 với một dòng máy hoa di lon ạt 300 sử dụng công nghệ IGBT, giá 2.600.000, và cũng sẽ tặng cho cái hàng một cây quạt xịn hào trị giá 500.000. Mã số 7, hồi nãy mình bán mã số 7 500 đó. Bây giờ mọi người mua cái này đi, khỏi mua cái mã số 7. Thấy không? Là thấy có lời rồi. Rồi, gắn cái kìm hàng, đưa đồng hồ, đo dòng thật vô nè. Rồi nè, chọt một phát cho mọi người coi nè ha. Để lên 300 rồi ha. Chọt. Nè, trả về vị trí 00 ha. Rồi, nè, mọi người coi nè nha. Thấy rõ chưa? Vô màn hình chưa? Quý khách hàng đang theo dõi cái mã này là mã số 10 luôn. Máy này có dòng thật nè. Mọi người coi nè. Đó. 220 ampere. Nó thấy không? Mà còn được tặng cây quạt nó mới nói gì nữa. Quá rực rỡ lòng em nè. Đốt một cái đũa nè. Bắt đầu đếm nè. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18 giây là cái đũa đỏ rực rỡ lòng em. Rồi đốt luôn cọng cáp trái miên man. Đó, hàng được luôn. Quý hàng thấy không? Là 2.600.000 tặng cây quạt mã số 10. Rồi xong. Chơi luôn cái mã số 11 cũng là tương tác luôn. Mình có một cái máy Toyama bán rẻ cho mọi người luôn. Máy cân ti nha. Mình làm sơ sơ thôi nha. Mã số 11. Nó bữa nay lấn lấn lên được 11 luôn. Quay trẻ trẻ mà ghê thiệt chứ. Đây. Rồi 680.000 cái máy cân tia này. Cũng giới thiệu tương tác cho quý khách hàng. Máy cân laser đó, 5 tia. Bao gồm là ha, máy nè, cốc sạc nè, một cái kiến cản tia laser xanh nè, hai cục pin, một cái hộp như thế này, phiếu bảo hành. Máy này được bảo hành 12 tháng. Như vậy nó mới gọi là rực rỡ lòng em chứ không phải là chơi đâu. Giá 680.000, bao ship khắp muôn phương. Đây là cũng là một cái dạng gọi là giới thiệu ra mắt thương hiệu Toyama. Rồi gài cục pin này vô cho mọi người coi nè. Gài vô, mở máy lên. Rất là rực rỡ luôn em. Mở máy lên. Nó mình chưa có thử nghiệm cái này nữa đó quý thằng. Rồi, đây là mã này là mã số 11. Đó, tương tác chơi này. Thôi bây giờ quyết định này bán 650 thôi, khỏi 68. Đó. 5 tia nha quý thằng. Mở tia nè, mở tia. Mở. Đó. Đó, mở. Coi trong nhà mới thấy được. Đó. Giờ không biết sao để cho quý thằng thấy tia luôn. Đây, trên tay mình nè. Thấy không? 5-6 tia đây nè. Đây. Đây tia đây, tia rực rỡ lòng em đây. Đó, phải cản cản lại giờ mới thấy được. Đó, mở tia nè, tắt tia nè, mở tia nè. Máy này là 5 tia đó nè. Giá rẻ 650.000, mã số 10, cũng là cái mã cuối cùng trong chương trình Black Friday ngày hôm nay. Bao gồm là hai cục pin mình đã gắn vô trong đây một cái rồi. Rồi, một cục pin đây nữa là hai cục, một cục sạc đây và một cái kính. Rất là rực rỡ lòng em, có hộp nhựa để đựng nó. Đó. Đó. Hết. Im. Rất là im. Rồi, mở tia, mở tia. Chặn cho mọi người coi nè. Mở tia. Mở tia, mở tia. Đó. Thấy không? Cho nó cân bằng là nó sẽ không hú la nữa. Rồi, xong. Mã số 11 cũng là mã cuối cùng. 650.000. Cảm ơn tất cả quý khách hàng đã theo dõi hết video. Chúc mọi người có một ngày thứ sáu thật đẹp và thật an bình. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo nha. Mệt quá mệt rồi.